Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay Binga sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của TXT, đó chính là ca khúc Can You See Me. Ok, và trước khi học nhảy thì Binga rất là mong tất cả các bạn sẽ nhấn follow Instagram của Binga cũng như là subscribe kênh YouTube của Binga nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên chúng ta sẽ bật lên như thế này. Hừng, hừng, chắc. Rồi, kéo ngang tay và bật qua như thế này. Sau đó là 1, 2. Phần tay của mình sẽ đặt hai bên vai phải và hông bên trái. Sau đó tiếp theo là kim đầu gối bên phải và mình phủi ra như thế này. Và mình sẽ ngồi xuống. Hừng, learn, believe me and chắc. Rồi mình sẽ đặt xuống như thế này. Chắc. Ok, sắp. Rồi sau đó chùm chùm sắp. Rồi ok, đến lại nha. Can you see me? Ha. Ta da ta da ta da ta da. Believe me. Sắp. Ha ha hum. Ok, cái động tác đó là đơn giản đúng không? Miễn sao mà mình đẩy cái cảm giác nhảy của mình vào nhiều hơn nữa, và cái lực nhiều hơn nữa, thì mình sẽ cho ra được một động tác đẹp. Sau khi tới đây xong, mình sẽ đặt qua chùm chùm là tay ở trên đầu và tay ở cái cằm, kéo ngang qua hop. Can you see me là mình kéo qua như thế này. Thùm thùm lắc đầu lắc đầu. Thùm, mình sẽ nắm phần tay lại và sau đó cái người mình dựng xuống. Ok, lại nha mọi người. Can you see me pa ta. Ok, sau đó mình sẽ đi lùi về một bước. Là đẩy phần tay giống như mình đang chạy ấy, nhưng mà mình sẽ chạy lùi về. Ok, rồi sau đó mình sẽ nhảy 1, 2, 3, 4. Phần chân mình sẽ nhảy hai chân luôn ha. Rồi phần tay của mình nè, 1, up lại 1, 2, 3, 4. Ok, được chưa mọi người? 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Rồi, phần chân mình sẽ nhảy giống vậy và phần tay mình để như vậy. 1, 2, 3, 4, 5. Sau đó mình sẽ xoay phần tay up lên như thế này. Và phần dáng mình sẽ đứng tấm hai chân. Up, hop. Rồi sau đó mình sẽ phiên 3 lần. Phu, phu, phu. Phần cuối cùng mình sẽ để hai tay như thế này. Còn hai phần đầu mình có thể phiêu tự do. Hoặc là sa, sa, sa. Ok, tùy mọi người nha. Phum, phum, phum. Rồi mình đặt qua đây cái chữ more. Ok, more. Phần tay này mình sẽ dọc qua đây và phần tay dưới mình ok không? More. Rồi mọi người quay một vòng. Quay một vòng nha mọi người. Xoay, xoay. Rồi mình bước chân bên trái ra ngoài và hai tay để như quay lưng lại. Ok, động tác này hơi ngược một chút xíu nha mọi người, để cho lại đẹp nó thuận hơn, nhưng mà nó hơi lạ chút xíu là sẽ quay qua bên đây. Và vòng tay của mình sẽ để như thế này. Ok, rồi mình đến lại nha. Cha 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 chu pum 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 ha pum 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 mo. Wait, see me, lại, see me, ok. Ok, sau khi một người đang ở đây xong thì mình sẽ có chữ more. Rồi mình up lên đầu mình. Rồi nhảy hai chân vô. Hum hum. Và tay này đọc qua là hum. Hum. Hóc đầu kiểu như động tác là đánh giỏ vậy đó mọi người. Hóc. Rồi vòng tay qua. 1, 2, 3. Nhìn theo. Ok. Rồi mình sẽ đếm lại một lần nha. Cha 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 bùm. Tắt tắt bùm. Hóc bùm
vâng, vâng. And more to see me more chung chung vâng vâng chung hấp chắc chắc bảy nhìn. Ok, rồi chị sẽ đến lại một lần từ đầu đến đây, sau đó mình sẽ ép nhẹ cái tốc độ nhanh lên tất cả các bạn. Can you see me pop da 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 da. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Bin nha. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye. Về thôi.